My life, my color. Không chỉ là 1040 màu sơn. Lê Khánh xin được mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Không gian tôi yêu. Tim nó là học được thì mai đóng vai cô giáo, những học trò là anh Hoài Linh, Hoàng wow. Sơn, Hiếu Hiền. Với lại anh Thế Tài. Vừa rồi Thanh Minh có tổ chức một cái live show câu chuyện của Châu. Khán giả vẫn có thể thấy đại nghĩa hay là anh thành lập của Châu, Lê Khánh, Đình Toàn, Thịnh ca hát nhảy múa tưng bừng trong các vật dụng đó. Thực sự là khi mà Sơn yêu ai, Sơn yêu đi chết luôn. Sao Sơn không yêu Khánh? Thế đi chết à? Chúng em sẽ chăm sóc gia đình bằng những bữa cơm. Không biết là mọi người thì sao với Sơn khi mà yêu nhà mình, yêu hết tất cả các ngóc ngách. Không gian mà Sơn cảm thấy yêu thích nhất đó là phòng ngủ của Sơn. Ra khi mình quay trở về nhà thì mình muốn là mình cảm giác như mình bước vào một cái khu vườn yên tĩnh. Theo anh nghĩ là Thịnh cần phải làm cái gì thôi? Tranh, đèn, cái đèn, rồi các cái xây cơ là tượng mình đặt. Những cái đó là những cái thực sự mà đưa lên cái phong cách của nhà. Phải chú ý khi sử dụng màu xanh trong nhà phải phối hợp số màu là màu tươi hay màu vàng chanh hoặc là màu vàng đất. Ai mà không muốn mày lấy vợ thì quà làm nhà Việt Nam. Tan chứng rành rành vật chứng tan chứng còn cô dâu. Từ đời bà nội truyền quá. Cái ngôi nhà này dù là hướng chính tây nhưng mà khi bước vô nhà là nhận mắt rồi. My life, my color. Không chỉ là 1040 màu sơn.